Một số tính năng xịn sò được trang bị trên Volkswagen Touareg mà có thể bạn chưa biết. Đầu tiên là khóa trẻ em điều khiển bằng điện. Chỉ cần bấm công tắc ở ngay vị trí cửa tài, khóa trẻ em ở hai cửa sau sẽ được kích hoạt, đảm bảo an toàn khi trẻ em ngồi phía sau. Tính năng rửa đèn pha. Kéo công tắc gạt mưa một lần để kích hoạt tính năng rửa đèn pha tự động. Dung dịch chuyên dụng sẽ được xịt với áp lực cao, giúp làm sạch bề mặt đèn pha. Tính năng rửa camera lùi. Khi ở số lùi R, đẩy công tắc gạt mưa một lần để kích hoạt tính năng rửa camera. Dung dịch chuyên dụng sẽ xịt rửa với áp lực cao, giúp làm sạch bề mặt camera lùi. Tính năng xuống tất cả các cửa kính từ xa. Khi xe đang khóa, bấm mở khóa, sau đó bấm và giữ nút mở khóa trên chìa khóa để kích hoạt tính năng mở tất cả các cửa kính từ xa. Tính năng lên tất cả các cửa kính từ xa, bấm khóa, sau đó bấm và giữ nút khóa trên chìa khóa để kích hoạt tính năng đóng tất cả các cửa kính từ xa. Bạn thích tính năng nào của Volkswagen Touareg? Hãy để lại ý kiến mình dưới phần bình luận và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam.